Ba cái quạ định làm khó mình hả? Ngộ lắm, mấy người trong xóm này nhiều chuyện vô cùng vậy đó. Ai cũng nói mình nổ hết trơn hết trọi á. Nếu mình là suốt ngày chỉ bám vợ thôi, công việc gì cũng vợ làm hết trơn hết trọi á, mình không biết gì hết trơn á. Đâu biết rằng là mình vì nể vợ, mình thương vợ, mình vô hậu cung là mình dường tiếng thơm cho vợ mình thôi. Đó, bây giờ bà chết rồi, tha hồ mình trổ tài năng của mình cho mọi người thấy. Mà sao mà không ai đi ngang cho thấy hết trơn hết trọi trời. Anh Nam. Ủa, chị Trinh? Ừ. À, đi chợ vậy hả? Dạ đúng rồi, còn anh đang ngồi sửa quạt hả? Sửa quạt? Wow, giỏi dữ vậy ta. Trời ơi, sửa quạt là ba cái chuyện tầm thường thôi. Tôi còn sửa nhiều cái cao siêu hơn nữa kìa. Có không? Có, sao không có? Cụ thể nè. Máy giặt nè, máy xịt sinh tố nè, rồi máy xịt tóc nè, rồi máy bay nè. Trời ơi, chơi gì vậy? Lộn, máy bay mà nít nó chơi, nít nó máy bay. Nó nói dùm cho con nít. Nói chung là cái gì tôi cũng biết tất tần tật cái chơi trọi á. Hay quá Năm ơi, bây giờ tôi mới biết được cái tài năng của Năm. Biết sao ngồi đây không? Ngồi đây cho mọi người thấy. Cho mọi người thấy rằng là tôi là người có tài năng. Nào tôi ẩn giật quen rồi, ai gặp cũng nói là tôi ăn bám vợ, vợ tôi làm không à. Nhưng nay cho mọi người thấy rằng tôi là người có tài năng thật sự. Tôi công nhận. Vậy mà nỡ lúc nào mấy cái bà trong chợ bà đồn về Năm quá trời luôn á. Đồn cái gì? Thì nói Năm á là nổ là chính. Bất tài vô dụng, ảo tưởng sức mạnh. Mẹ nhiều chuyện. Mẹ ăn ngồi lê đó mách. Ăn công nhà nó chịu thiên hạ. Bởi tao nó không có sai xíu nào trời trời á. Nói á, mắt nhìn thấy chứ hẳn là sự thật. Tai mình nghe cũng bị lật ngã nghiêng. Đúng. Bởi miệng đời đồn thổi rất linh thiêng. Thêm mắm muối rồi khi nhau đi buôn bán. Ngưỡng mộ quá. Bất cứ gì vô tay tôi sửa được hết ha. Tôi sẽ sửa xong rồi đem bán dây chai. Vậy sửa xong đem bán dây chai là sao? Không phải. Không có nói là tôi sửa xong xuôi rồi đó, dây chai đừng có hòng mà mua lại được. Đó, thì tôi tài năng mà. Hay lắm. Đó, ở nhà có hư gì không? Nói tôi tí qua tôi sửa liền. Đơn giản thôi, cái đèn ngoài hiên nhà em đó, tự nhiên vợ nó bị đứt ha. Mà em kêu thợ mà mấy bữa nay nhưng ta bận ta không có tới. Chút quá Năm qua Năm sửa giùm em được không? Trời ơi, bóng đèn, trời đất ơi, như điều giống như ăn cơm vậy trời. Vậy nó quá dễ đó với tôi. Trời ơi, tôi thích Năm quá đi. Thích nói cho rõ ràng nha. Nó chỉ thích ở đây á, lỡ lối sớm nghe được ta tưởng là hai mình có tình ý kỳ lắm nha. Tôi là thủ tiết à nghe. Ê, hiểu lầm nha. Trời, em thích là em thích tài năng của Năm kìa. Vậy hả? Trời, Năm phải giúp cho em đi Năm. Chứ cửa nhà em mà nó tối tối như vậy á, ban đêm em sợ lắm á Năm. Em sợ người xấu tới người ta cướp xác. Người ta cướp xác hả? Người ta gặp chính người ta sợ mới đúng á. Giỡn quá. Nói đùa thôi mà. Yên tâm. Rồi cứ về bển. Rồi đừng hồi tôi đem đồ ngày qua tôi sửa liền. Dạ. Rồi em đi ha. Yên tâm nha. Dạ. Yên tâm không có lo gì hết trơn rồi á. Em về nha. Về nha. Dạ. Trời ơi, sao nổ chi giờ khổ vậy trời ơi trời. Năm nói gì anh Năm? Tôi có nói đâu, tôi nói là cứ về bển, tôi qua liền. Em chịu Năm nha. Trời chết rồi, giờ sao trời ơi. Ủa, tâm ghê vậy. Quạt rồi gì mà tới bây giờ tới bóng đèn nữa. Mà bóng đèn sao biết sửa đây. Nhớ rồi, thằng Hai, phải nhờ thằng Hai. Alo, Hai hả con? Con giúp ba một chuyện được không con? Không, lần này là phải giúp cho ba. Rất là quan trọng, chuyện quan trọng lắm. Lỡ lên thớt rồi phải lên luôn con, hiểu không? Giúp cho ba đi, cái bóng đèn. Con chỉ cho chị chỉ với ba nghe. Ba biết rồi, cảm ơn con nha. Trời, mừng quá. Bây giờ phải gom đồ đi qua nhà bà chính mới được. Chính ơi, Chính ơi. Năm ơi. Cái gì vậy? Sao da chắc vậy? Không có, tại vì nhà trơn. Tôi có mặt cấp tốc đi qua đây để mà sửa bóng đèn cho Chính đó. Dạ đây, dạ mời anh leo trèo. Đây để tôi. Đây. Tôi cầm giùm tôi nha. Đó. Rồi. Rồi bắt đầu đó. Rồi làm đi. Đó. Làm đi anh. Làm chứ. Nhanh đi.
đó, à, đúng rồi đó, rồi làm đi, chụp vô cái đèn đi. Chụp vô cái đèn. Đó, đúng đó. Ông Năm, ông sao vậy? Sao vậy? Tôi chưa chết hả? Chết đâu mà chết. Điện giật đó. Điện nào? Điện cho bóng đèn đó. Có mở đâu vậy? Hả? Chưa có mở đèn. Trời, hổ hồn hôi vía. Trời ơi, chị thông cảm. Tại tôi bị ám ảnh. Tôi gờ vô bóng đèn, tôi tưởng điện nó giật tôi rồi không à chị? À, ám ảnh ở trong tiềm thức. Trong luôn tiềm thức là thấy điện giật rồi đó. Ồ, hiểu rồi ha. Nhờ cái chuyện này mới trái nhà lồi ra mặt chuột ha. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy hả? Hả? À, ông đi á hả? Lạ hả, sĩ diện với bà con hàng xóm ha. Ông nói là ông là một tài năng, nhưng mà giờ cuối cùng là ông té xuống cái ông tự khai luôn nè, hả ông? Tất cả là vợ ông làm đúng không? Tất cả là vợ tôi không à, mà tôi đàn ông tôi sĩ diện chứ. Nhưng mà không ngờ thành ra vô liêm sĩ luôn. Đó, biết vậy là mừng đi nha. Nè, thiệt ra đó hả, là tôi cố tình á, tôi kêu ông qua để tôi thử ông thôi, chứ bóng đèn nhà tôi đâu có hư. Không hư hả? Để nè, ông coi này nha, đây tôi ghim điện cho ông coi. Đó, thấy chưa? Ủa, trời ơi, sao chị nỡ nào? Chị để tôi rời bộ mặt thật tôi ra vậy chị? Thì đó, ý tôi là như vậy đó, hiểu chưa? Chị, tôi xin chị đừng có nói cho ai biết là tôi nổ nghe chị. Mà chị không nói chắc mọi người cũng biết hết rồi hả chị ha? Đúng rồi, người ta đồn, ta nói ông không nổ gì, ông đã quá nổ rồi. Trời ơi, thôi, tôi xin phép chị. Thôi tôi đi về nghe chị. Thôi, khoan, trước khi đi về á, thấy không, mình còn cũng phải là nói chuyện với nhau vài câu thật lòng chứ. Thôi, càng nói chứ càng xấu hổ chị ơi. Thật ra thì tôi thấy anh khả năng thì nó cũng có hạn hẹp, nhưng mà đôi lúc anh cũng có những cái ưu điểm dễ thương. Đó, tôi nấu cơm được nè, luộc trứng được nè, luộc rau được mà. Đó cũng là những điểm đáng quý của đàn ông, đúng không? Đúng ai rồi. Nói là đàn ông không được vô bếp đó. Anh cũng làm rất là tốt vai trò của mình, cứ thế tự tin lên, phát huy lên, cần nổ chi cho mất mặt với thiên hạ ha. Dạ. Biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi chị, xấu hổ quá. Con chỉ con làm được không? Kiếm cái nghề này cho con làm hay chứ chạy xe ôm ế quá. Hay quá con. Hay quá. Nghĩ tình là nấu sớm. Tội nghiệp, chỉ cho nghề.